Hai các bạn, mình là bất động sản Tân Vũ Củ Chi Tây Ninh đây. Thì hiện tại mình đang di chuyển trên cái trục đường 786 ha. Đây, bách quả xanh. Hiện tại mình đang di chuyển trên cái trục đường 786 nha các bạn nha. Đây bây giờ mình sẽ rẽ vào. Mình sẽ rẽ phải. Vị trí này nó cách Ủy ban dân xã Long, xã Tiên Thận khoảng độ 50 m nha các bạn nha. Tại Ủy ban dân xã Tiên Thận các bạn di chuyển trên trục đường 786 luôn ha. Ủy ban dân xã Tiên Thận là nó nằm mặt tiền đường tỉnh lộ 786. Thì từ ngay chỗ cái ủy ban xã đó mình di chuyển tới 50 m đó, ngay chợ Tiên Thận luôn á. Cái chợ Chùm Hổm, ngay chỗ đó có chợ Chùm Hổm. Có một cái đường nhựa bên tay phải, chúng ta sẽ rẽ vào các bạn ha. Đó, rẽ vào cái đường đó và chúng ta tiếp tục đi thẳng cái đường đó để chúng ta đi đến một cái lô đất mà chính chủ gửi bủ ha. Thì để biết thông tin về cái lô đất đó thì xin mời các bạn theo chân bủ để đi đến cái lô đất đó các bạn ha. Độ giới hiện trạng 10 m luôn. Đây, trường tiểu học Tiên Thượng Nga. Đường này đường nhựa hiện trạng là 10 m nha các bạn nha. Lộ giới chắc 30 m đó. Chúng ta tiếp tục đi thẳng từ tỉnh lộ. Vị trí lô đất cách Ủy ban nhân xã Tiên Thuận, chợ, trường học, trạm y tế 5 km nha các bạn nha. Chỉ có đi một cái trục đường thẳng như thế này thôi. Dân cư tập trung hai bên đường, đông đúc luôn các bạn. Mình xin nói sơ về cái lô đất. Thì cái lô đất này nó có chiều ngang mặt tiền đường là 9 m, hậu là 23, tổng diện tích là diện tích hơn 200 m vuông, trong đó có 100 m đất ở, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Mặt tiền đường trải đá đỏ, hiện hữu 6 m, đường xe hơi nhưng giá rất rẻ luôn, bao rẻ luôn nha các bạn, chưa tới 700 triệu luôn. Chưa tới 700 triệu cho cái lô đất. Xin mời các bạn theo chân mình để tham khảo nha. Đây, mình cứ đi thẳng một cái đường này hoài. Từ ngoài tỉnh lộ 7 chúng ta, tỉnh lộ 786 chúng ta đi thẳng hoài một đường một. Đây, ta tiếp tục đi thẳng nha các bạn nha. Tới cổng chào ấp Giang Hóa Bàu Trâm Lớn, chúng ta tiếp tục đi thẳng luôn nha các bạn nha. Đi thẳng vào ấp Bàu Trâm Lớn luôn. Lô đất là thuộc ấp Bàu Trâm Lớn mà. Đây, đường rất đẹp, làm cống hợp hai bên. Có cống thoát nước hai bên này các bạn luôn. Đây, đường xá rất là đẹp. Cư tập trung cũng rất đông. Đây, đây là bạn chợ Bàu Trâm Lớn nha các bạn nha. Đây là chợ Bàu Trâm Lớn nè. Thì chúng ta đi từ cái tỉnh lộ 786 đi thẳng một đường hoài luôn, chạy thẳng một đường một vào, đi qua chợ Bàu Trâm Lớn luôn. Đây, trường tiểu học Tiên Thuận C, chợ, trường học, dân cư tập trung cũng đông đúc quá trời đông. Đây các bạn ha, tới ngã ba để mình xem có gì để được đặc trưng. Đây, phía bên phải chúng ta có một cái tiệm tạp hóa nha các bạn nha. Phía bên phải có tiệm tạp hóa nha. Chúng ta sẽ rẽ vào cái đoạn đường đá đỏ phía bên tay phải, ăn vặt Tin Tin ha các bạn ha. Đấy, chúng ta rẽ vào. Đường này xe 10 tấn nha các bạn nha. Bên phải dân cư tập trung cũng đông đúc quá đẹp, nhà xây quá đẹp. Rồi chúng ta chạy rẽ vào đường đất đỏ này nha các bạn nha. Khoảng độ cây số nữa chúng ta sẽ tới. Đấy, vị trí lô đất mặt tiền được cái đỏ luôn nè. Chạy Vivo nha, Vivo. Lúa sắp chín rồi, lúa sắp chín rồi các bạn ơi, lúa sắp chín rồi. Lúa sắp chín. Đây, chúng ta nhìn thấy núi Bà luôn nha các bạn nha. Đó, nóc nhà của Nam Bộ. Đây. Các bạn ơi, đó. Trước khung hình là nóc nhà Nam Bộ, biểu tượng của Tây Ninh nha các bạn nha. Dân cư hai bên cũng có dân cư rồi. Và trong này nói chung nhà dân cũng đông đúc đó chứ. Dân cũng đông dữ. Chạy tới ngay cây chuối, ngay mấy cây chuối. Đây, nhà mới xây cũng khiếp. Rồi, để mình xuống mình quay cho các bạn xem nha. Đây các bạn không, vị trí của lô đất có nguyên quả chuối, cây mít nữa. Dân cư tập trung đông đúc lắm nha các bạn nha. Đây các bạn xem, đi thực tế cho các bạn nha. Đây chạy thống đông kia, nhà dân đông đúc lắm nha các bạn nha. Đây hai bên luôn, vị trí lô đất của mình cũng sàn rào rồi. Từ đây từ cái cột này nè qua tới đây 9 mét, sâu xuống 23, con 100 mét đất ở kế bên cái biệt thự nhà mới xây bự chà bá luôn các bạn. Nhà mới xây kế bên ha, đẹp ha. Đấy, quá trời. Phía tới bên trong lô đất có mít, có xoài, có mảng cầu rồi nha các bạn, chuối rồi đầy đủ ha. Đây, cây xoài, cây mít, mảng cầu, các thứ ha, để mình vô trong cho các bạn xem ha. Đất gò, đất gò nha. Lúc sau cũng có hàng rào giáp dòng hết rồi các bạn ha. Đây mình đi vô trong cho các bạn xem nha. Đất ha, sạch nha, không có màu mã gì hết các bạn ha. Đất sạch không có màu mã gì hết. Đây mình tới miếng rào này rồi của mình nha các bạn nha. Nè, tới miếng rào, có trụ rào luôn ha. Đất sạch ha, mảng cầu, mít, xoài. Đó, đó. Giá mình xin nhắc lại, ngang chính sau 23, thổ cư 100, còn lại cây lâu năm. Giá chưa tới 700 triệu. Chưa tới 700 triệu nha các bạn nha. Anh chị em nào thiện chí xin liên hệ với mình. Gặp chủ nha các bạn. Đây, đường xe hơi thông nha các bạn. Dân cư tập trung đông đúc nha. Đó. Đấy. Rồi mình xin kết thúc clip tại đây nha các bạn nha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ chủ kênh có thêm nhiều động lực quay thêm nhiều clip mới để gửi đến các bạn nha các bạn nha. Chào và hẹn gặp lại các bạn.